Báo Nhân Dân thân mến, sáng nay là sáng thứ hai, 30 tháng 3 năm 2015. Tôi là Đình Nguyên, hiện ở trong sân vận động Hoa Lư, ở văn phòng nơi tiếp nhận các bạn trung niên yêu văn nghệ đến thi tiếng hát mài xanh năm 2015. Tôi xin ghi lại vài hình ảnh để mời các bạn thưởng thức. Đây là quán quân Huyền Chí Bình, quán quân tiếng hát mài xanh năm 2014. Và hôm nay bạn Bình cũng đến để cùng vui chơi với các bạn yêu nhạc. Đây là một bạn yêu nhạc mà tôi cũng rất là thân quen. Vâng. Dạ. Để ghi các hình ảnh trên đó. Thưa các bạn, đây là ngày thứ ba, ngày đăng ký để thi tiếng hát mài xanh tại thành phố Hồ Chí Minh. Bắt đầu từ ngày 28, 29 và hôm nay là 30. Khoảng sau Tết và khoảng tháng 3, thì đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh kết hợp với công ty Mekuy tổ chức thi tiếng hát mài xanh trên khắp toàn thể nước Việt Nam. Với tinh thần yêu văn nghệ, nếu các bạn nào cảm thấy tự tin, xin mời các bạn đến đăng ký để chúng ta cùng góp tiếng hát mái xanh. Với những tình yêu âm nhạc thì chúng ta sẽ luôn luôn duy trì được sức khỏe trong cuộc sống. Đặc biệt phòng nhạc Đình Nguyên rất hân hạnh mời các bạn đến để luyện tập và lấy tông khi hát tiếng hát mài xanh. Tôi là Đình Nguyên, rất hân hạnh chào đón các bạn. Mời các bạn cứ liên hệ số điện thoại